4:50 chiều một ngày thứ tư của tháng thứ tư, tháng tư 2018. Mưa còn rơi buồn không từng đêm mãi xa, đôi bàn tay còn đông đầy bao thiết tha, vì nỗi nhớ em trắng khi nhạt nhòa. Sao dường như chúng ta chưa một giây tạm thôi ngừng những nghĩ gì. Để em yêu em có biết, bởi vì ai chót nhớ mong em một người cứ mãi xa xôi mãi thôi, vẫn mong có em bên mình khẽ đôi tay này chạm nhẹ đỡ ôm em trong thiết tha. Đường dài cô đơn những bước anh đi tìm về, phía đắng dành trong mắt em, muốn ôm lấy em ngọt ngào nói anh nhớ em từng ngày. Muốn gần hơn về nơi bình yên có em, dù biết ai kia giấu đi muôn phiền. Những ngày qua gần bên mà sao trái tim em còn lo sợ hay niềm tin đắn đo, lời yêu nào trao cho anh. Nhìn sau lưng có thấy không chàng trai vẫn đứng.